Cua cá chết cạn. Các cậu nhìn kia, dưới ánh nắng mặt trời, chị mặt hồ lung linh trông thật rực rỡ. Kìa, sao em để cái áo đèn xấu xí che hết mặt trời của chị rồi? Em không thấy khi có ánh nắng mặt trời rọi chiếu, chị rực rỡ cho muôn vật sao? Chị mặt hồ ơi, nhưng quá nhiều nắng kia sẽ bị nung nóng và cạn kiệt mất. Em cứ nói thế, chị rộng lớn thế này, nước lại đang dâng đầy, sao mà bị nung nóng và cạn được? Em đi đi, chị đã nói thế thì em đi đây. Thế là biết điều đấy. Ngày nào cũng có nắng ấm thế này, mình mới đẹp làm sao. Cứu chúng tôi với mặt hồ ơi. Mày ơi, em ở đâu về giúp chị với? Ha, chị chẳng đuổi em ngoay ngoải đấy thôi. Thôi, em đi đây. Ôi, khát quá, mệt quá, tôi chết mất. Anh mày ơi, cứu chúng tôi với. Mình mà đi, sao đành nhìn vạn vật héo khô, cứ như chị mặc hồ thì thấy kệ. Nhưng thôi, ở đời, cứu một người phúc đẳng hà sa mà. Có nước rồi, cảm ơn anh mày. Chúng tôi biết ơn anh nhiều lắm. Thôi, chào mọi người nhé, tôi đi đây. Mày, mày ơi, khoan đã. Sao, chị mặc hồ, em làm mưa để giúp các bạn cá tôm, chứ không phải chị đâu nhé. Em sẽ đi đây và không trở lại nữa đâu. Tưởng dễ mà làm lành với mình à. Giờ mình sẽ đi thật lâu để cho chị mặc hồ tha hồ mà khóc lóc cầu xin mình. Hi hi. Mặc hồ, hình như dạo này chị có chuyện gì trong buồng vậy? Chị ân hận quá em ạ. À. Chị đã làm may giận bay đi. Nay mà đến mùa khô hạn thì biết làm sao. Quái, tại sao dạo này mỗi ngày mình lại thấy mình teo tóp và nhỏ bé đi thế nhỉ? Ôi, chuyện gì xảy ra với mình thế này? Mình sợ lắm. Kìa, mày, mọi khi cháu luôn vui vẻ lắm mà. Sao hôm nay lại khóc vậy? Hu hu, ông mặt trời ơi, tại sao cháu cứ teo đi, không còn là đám mây mập mập mũm mĩm ngày xưa? Ồ, ta hiểu rồi, mây à, nếu cháu không ở gần mặt hồ thì lấy gì mà tích tụ, rồi cháu sẽ teo tóp dần và tan biến đi giữa không trung bao la mất thôi. Ôi, thật vậy sao ông? Ông ơi, cháu phải làm sao đây? Cháu trót giận chị mặt hồ quá rồi. Ở đời, người ta cả giận mất khôn. Nghe lời ông, cháu hãy lại gần mặt hồ. Ông sẽ rọi những tia nắng xuống, hơi nước sẽ bốc lên làm cháu lớn hơn, nhanh thôi. Dạ, cháu cảm ơn ông. Trời, mây, thời gian qua lòng chị day dứt lắm. Không có em, chị cạn khô và sẽ chết mất. Chị mặc hồ ơi, cũng tại em quá kiêu căng, không chịu làm lành với chị. Giờ em đã hiểu rồi, không có hơi nước của chị thì cũng chẳng có em. Từ nay, chị em mình phải biết yêu thương nhau, sống vì nhau em ạ. Các cháu thấy không, ở đời không ai có thể sống được một mình. Quy luật của tự nhiên đã là thế. Hãy sống mình vì mọi người, mọi người vì mình, các cháu ạ. Phần thưởng cho người xứng đáng. Hình như có mùi gì thơm thơm. Mật ong. Chà,
thơm quá, đúng món mình yêu thích nhất. Ô, nhưng mà hũ mận này của ai nhỉ? Chẳng có ai cả. Hay là mình cứ lấy nhỉ? Thèm quá đi mất. Nhưng mà mẹ đã dặn không phải của mình thì không được lấy mà. Ê, gấu vàng, cậu đang làm gì đó? Hình như tôi ngửi thấy mùi mật ong ở đâu đây. Ở đây chứ đâu. Ôi, mật ong ngon quá. Của cậu à, cho tôi ăn với. Không được, hũ mật này không phải của tôi. Tôi không thể cho cậu ăn được. Thế nó là của ai? Tôi cũng không biết. Tôi thấy nó nằm cạnh bụi cây này. Thế thì may quá rồi. Không biết của ai mà mình nhìn thấy thì nó là của mình rồi. Chúng ta cùng ăn thôi. Đã nói là không được mà. Nhỡ có ai để quên rồi quay lại tìm thì sao? Chúng ta không nên lấy đồ của người khác. Lắm chuyện. Chẳng phải cậu đang cầm hũ mật trên tay định ăn sao? Thấy tôi đến nên mới nói thế đúng không? Cậu muốn giữ ăn một mình chứ gì? Không phải. Thật ra thì tôi cũng thèm lắm, định cầm lên ăn. Nhưng nghĩ nó không phải là của mình nên đặt xuống trả lại. Đang định đặt thì cậu đến nên... Thôi đi, đừng có phét lát. Muốn ăn một mình thì có. Đưa đây. Ê, đưa hũ mật đã cho tôi. Đưa, đưa đây. Đừng có mơ, đưa đây. Đây, hai đứa. Hai đứa đang làm gì với hũ mật của ta thế? Hũ mật này là của ông ạ. Đúng vậy, hũ mật ta để ở bụi cây đằng kia. Các cháu dám lấy của ta à? Có muốn ta cho mấy roi vào đít không? Không phải của cháu hả? Là gấu vàng. Gấu vàng định ăn đấy ông ạ. Không phải thế đâu ông ơi. Cháu... Thế tóm lại là đứa nào định ăn vụn hũ mật của ông, đứa nọ đổ cho đứa kia. Thế là sao? Ông ơi, cháu biết hũ mật không phải của cháu nên không dám động vào. Mẹ cháu đã dạy thế. Ông đừng hiểu lầm cháu. Ông xem hũ mật vẫn còn nguyên này. Đúng rồi ạ, hũ mật vẫn còn nguyên mà ông. Ông đừng đánh đòn chúng cháu ông nhé. Nói thế thôi, chứ ta đứng đằng kia nghe hết mọi chuyện rồi. Cháu ngoan lắm gấu vàng. Mặc dù rất thèm, nhưng biết là đồ của người khác nên không động vào, lại còn biết khuyên bạn nữa. Vì thế, ông sẽ tặng cháu một thửa hũ mật. Ông cho cháu thật sao? Ừ, coi như trả công cháu trông nó giúp ông, có được không? Dạ, cháu cảm ơn ông. Còn cháu, đã không biết sai còn đổ lỗi cho bạn. Cháu không ngờ ông đã nghe hết chuyện hai đứa nói với nhau rồi đúng không? Cháu đáng bị phạt lắm. Ôi, ông đừng phạt cháu, cháu sợ lắm, cháu biết lỗi rồi. Ông ơi, bạn gấu nâu đã biết sai rồi, ông tha cho bạn ấy đi ạ. Cháu đã biết lỗi thật chưa? Dạ, cháu xin lỗi ông, lần sau cháu không dám thế nữa đâu ạ. Thôi được, lần này ông tha cho. Thôi, ông đi đây. Cháu chào ông. Bây giờ chúng mình cùng ăn mật nhé, không phải lo mật ở đâu nữa rồi. Cậu không giận tôi sao? Vẫn cho tôi ăn mật hả? Tất nhiên, chúng ta là bạn mà. Cảm ơn cậu gấu vàng. Từ nay tớ sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu. Lòng tốt ghé qua. Mẹ ơi, đôi giày này đẹp mà ấm quá. Khôn ngoan, rồi mẹ sẽ mua cho con những đôi giày nữa, còn đẹp hơn nhé. Ước gì mình có được một đôi giày như thế.
Này cháu, cháu tìm ai vậy? Không ạ, cháu đang cầu khẩn Thượng Đế ban cho cháu một đôi giày thôi ạ. Trời ơi, sao lại có thể như thế được? Thôi cháu đi vào đây. Chị có thể giúp tôi có một chậu nước nóng được không? Ồ được, mời cô vào phía sau quầy hàng. Cảm ơn chị. Cháu cứ ngồi ngâm chân một lát đi nhé. Dạ. Này cháu, cháu hãy lau chân khô, đi thức và đi giày vào. Là của cháu đó ạ, thưa cô. Đúng, nó là của cháu. Bây giờ chắc hẳn cháu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều phải không? Dạ, nó thật đẹp và lại ấm nữa. Bây giờ cô phải đi đây. Chào cháu nhé. Cháu cảm ơn cô. Không có gì cháu ạ. Hãy giữ gìn đôi giày cẩn thận nhé. Cô ơi, cô có phải là vợ của Thượng Đế phải không ạ? Cháu đang cầu khẩn Thượng Đế ban cho cháu một đôi giày thôi ạ. Cái giá của sự bất hòa. Tôi mới đi vắng vài hôm mà anh đã chiếm nhà tôi. Sao anh tráo trở vậy? Hàng xóm láng giềng bao lâu mà anh làm thế được à? Này anh, hoa vừa thôi nhá. Nhà anh hôm lũ về đã đổ sập rồi. Nhà này là nhà tôi mới xây cho các con tôi ở. Anh đừng có mà nhận sằng nhận bậy. Hôm nay có sống chết gì tôi cũng không để cho anh cướp nhà đâu. Cứng giọng gớm nhỉ. Cái thứ nhà anh thì có vỏ gì ngoài cái vỏ hèn nỏ mồm. Ăn càng nói tục mà dọa người cơ chứ. Cái gì? Nhà anh bảo ai hèn? Một vừa hai phải thôi nhé. Đã thế hôm nay tôi quyết sống mái với nhà anh một phen. Chẳng thấy hôm nào không nghe thấy nhà ếch chí chóe với nhau. Hôm nay lại còn được xem đấu võ trực tiếp nữa chứ. Trả đây, sao lại ăn cướp của ban ngày thế? Không trả, ai làm chứng là của ngươi mà bảo ta cướp? Có giỏi thì đuổi theo mà lấy lại. Các cậu ơi, giúp mình với. Ừ, đuổi theo ếch xanh đi. Cậy lớn ức bé thật là quá đáng. Nhà ếch nâu kia, đừng có cậy đông bắt nạt con nhà người ta nhé. Chị đừng có dựng chuyện giữa ban ngày như thế. Chính con chị bắt nạt con tôi trước thì có. Con hư tại mẹ cả thôi. À, nhà chị dám chụp mũ tôi như thế à? Nhà ếch lại cãi nhau rồi. Chẳng cho cái khu đầm này lấy một ngày bình yên. Đúng thế, họ nhà ếch thật là lộn xộn. Các anh chị dừng lại đi, làm xấu mặt cả họ ếch rồi đấy. Thiên hạ họ đang cười vào mặt kia kìa. Trước đây họ ếch nhà ta chỉ có vài gia đình, thì nhà nào nhà nấy không khí vô cùng ôn hòa, yên ấm. Gần đây số ếch tăng lên mà ai cũng hiếu thắng, chẳng có ngày nào mà họ ếch không cãi nhau điếc tai hàng xóm. Bác đây nói đúng đấy. Có lẽ vấn đề cốt lõi ở đây là chúng ta không có lấy một người đứng đầu để cai quản nên mới thế. Để tôi đi báo tin cho cả họ. Ngay bây giờ sẽ triệu tập một cuộc họp để bầu ra người đứng đầu cai quản mọi việc. Ý kiến hay. Đúng đấy. Tôi có ý kiến thế này. Bác ếch già là người đáng kính nhất trong họ.
lời nói của bác nhiều người nể trọng. Vậy tôi đề nghị bác hãy nhận làm người đứng đầu cai quản mọi việc trong họ. Ai đồng tình với tôi thì hãy đứng về phía bên này. Không được. Chọn người đứng đầu đâu có dễ như thế. Đúng vậy. Không chọn theo ý cá nhân như thế, bọn này phản đối. Thôi. Các anh muốn bác bỏ thì phải đề xuất ý kiến đi chứ. Cứ sấn sổ như thế phỏng có ích gì. Bọn này nhất định không đồng ý để cho ông ít già lẩm cẩm đứng đầu đâu. Đồng ý. Lời cầu nguyện đã linh nghiệm, thủ lĩnh của chúng ta đến rồi. Thưa thủ lĩnh đáng kính, chúng tôi ở đây. Một mớ mồi ngon đây. Chạy mau đi. Trời ơi, đúng là sướng mà không biết đường hưởng. Giờ thì khó mà yên thân được nữa. Ngày ngày, thủ lĩnh kia nó đến, còn ai dám thò đầu lên được nữa. Rõ là cãi nhau cho lắm vào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.